Long Tứ, bọn đánh bại bốn tên tôm tép đó là hay lắm hay sao? Ông có ngon thì đấu với tôi đi. Đấu với ông? 5 giờ chiều ngày mốt tại sông Bạc Đế Hậu. Sẵn sàng. Được. Còn nữa, ông phải mang theo 200.000 tiền mặt. Thiếu đồng xu cũng có tư cách ngồi vào sông Bạc của tôi. Không thành vấn đề. Được, thì ngày mốt 5 giờ chiều tại sông Bạc Đế Hậu.